khoảng cách với các đội bám đuổi đang dần bị thu hẹp. Cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn. Cú sẩy chân vòng trước chỉ là tai nạn hay là dấu hiệu của sự hụt hơi? Liệu câu lạc bộ Hải Phòng có thể làm nên chuyện trên sân vận động Thiên Trường? Bóng 20 V-League, hết xanh Nam Định, câu lạc bộ Hải Phòng. 17:30 ngày 22 tháng 5, trực tiếp trên kênh VTV5.